Là một giáo viên về hưu, cô Cao Thị Thu Vân dành trọn tâm huyết khởi nghiệp với nghề đan móc len handmade và đã được giải cao trong cuộc thi ý tưởng dành cho phụ nữ khởi nghiệp được Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê tổ chức vừa qua. Với cô Vân, việc tiếp cận các trang mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử hay phương thức bán hàng trực tuyến như giới trẻ hiện là điều không hề đơn giản. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ, tập huấn và động viên từ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, các đơn hàng đã dần được khách hàng đón nhận và tin tưởng. Và khi đã chọn nghề giáo, cô vẫn muốn được truyền lửa cho các thế hệ học trò dù không còn đứng trên bục giảng. Rất mong là Hội Phụ nữ là tạo điều kiện cho mình gặp gỡ các em thiếu nhi trong những dịp hè như thế này. Các em không làm gì thì các em đến học ngồi móc với mình để nhà mình được vui hơn. Rồi cũng như là mình muốn truyền nghề, truyền lửa cho các em, cũng giống như là mình có thể gặp gỡ các chị em phụ nữ. Còn đây là dự án Sơ Mướp Mộc Sơ, là dự án đạt giải nhất cuộc thi Ý tưởng Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024 do Liên hiệp Hội Phụ nữ quận Thanh Khê tổ chức. Được biết, sản phẩm của dự án xuất phát từ ý tưởng tận dụng các nguyên liệu từ thiên nhiên để sản xuất các sản phẩm phục vụ đời sống thân thiện với môi trường như dép massage chân, đồ chơi cho thú cưng, miếng rửa chén, rửa ly. Qua nhiều công đoạn, sơ mướp sau khi thu hoạch được làm sạch, lọc bỏ thịt, dập khuôn, may cố định. Chị Thư đã nghiên cứu, đem đi giới thiệu tại hội chợ OCOP và xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài như châu Âu, Mỹ, Canada, từ đó góp phần tạo công ăn việc làm cho từ 6 đến 7 chị em phụ nữ với thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Hiện tại là mình muốn mở rộng ở vùng trồng ở khu vực Đà Nẵng để mà tạo ra hỗ trợ cộng đồng Đà Nẵng, công ăn việc làm cho nông dân và lẫn công nhân Đà Nẵng. Thứ hai là cho nên là muốn được sự hỗ trợ của chính quyền ở các địa phương ở Đà Nẵng. Thời gian đến, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tiếp tục tranh thủ nguồn lực từ nhiều chương trình, dự án để hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kết nối hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của phụ nữ, vận động phụ nữ tham gia hợp tác xã kiểu mới, tiếp thêm niềm tin, động lực giúp phụ nữ vươn lên. Chúng tôi đã tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp. Thì thông qua các cuộc thi này thì chúng tôi kết nối và giới thiệu các chị đến với lại các cơ quan để từ đó các chị có được sự quan tâm cũng như là xem xét và hỗ trợ từ những cái cơ quan mà họ thấy rằng những cái ý tưởng này có tính khả thi cao. Thì định hướng của quận thì tiếp tục là phát triển các cái sản phẩm OCOP nhân qua cái cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp của Hội Phụ nữ quận Thanh Khê, và trong cái định hướng sắp tới thì phòng sẽ tiếp tục hướng dẫn cái chủ thể của cái cơ sở này để làm tiếp tục những cái hồ sơ có liên quan thông qua các chỗ địa phương để trình cho các cấp thẩm quyền. Hòa chung với phong trào khởi nghiệp, các cấp Hội Phụ nữ thành phố luôn đồng hành hỗ trợ khuyến khích phụ nữ thuộc mọi thành phần, lứa tuổi, ngành nghề, đặc biệt là chị em có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên, tự tin tham gia vào làn sóng quốc gia khởi nghiệp 4.0, làm giàu cho gia đình, cho quê hương, cho đất nước, tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ trong xã hội.